Quý vị thân mến, đến với xu hướng và phong cách kỳ này. Quý vị thân mến, đến với lại xu hướng và phong cách kỳ này, xin mời quý vị cùng với lại David chiêm ngưỡng bộ sưu tập cực kỳ ấn tượng của nhà thiết kế Trang Trang. Với bộ sưu tập lần này sẽ là một gợi ý thật tuyệt vời cho các chàng trai trong dịp cuối năm. Chào mọi người, hiện tại mình là nhà thiết kế Giang Giang. Sắp tới đây mình sẽ trình diễn bộ sưu tập và mang tên Sự Bí Ẩn Của Những Lá Bài Hy Lạp Cổ Đại. Bộ sưu tập này mang hơi hướng phong cách châu Âu, với hình ảnh chủ đạo là những cánh chim, họa tiết baroque và những họa tiết đính kết rất là tỉ mỉ. Hy vọng là sẽ mang đến mọi người một bộ sưu tập rất là bất ngờ. Khi đi tham gia Đại hội Miền Nam, Giang rất là ấn tượng với dàn model. Thật sự là model rất là tiêu chuẩn quốc tế luôn. Người mẫu cao, dáng rất là đẹp và đặc biệt là khuôn mặt rất là cá tính, rất phù hợp với những bộ sưu tập hiện đại và đẳng cấp. Với xu hướng và phong cách kỳ này, hãy cùng chiêm ngưỡng những thiết kế độc đáo và ấn tượng của bộ sưu tập Bí Mật Của Những Lá Bài Hy Lạp. Từ nhà thiết kế Giang Giang, đây là bộ sưu tập đánh dấu một năm trở lại của nhà thiết kế Giang Giang, kể tiếp câu chuyện trong chuỗi thiết kế của anh về một hòn đảo bí mật của người Hy Lạp cổ mang tên đảo Thiên Đường. Với niềm đam mê thời trang bất tận và sự độc đáo trong từng thiết kế, Giang Giang đã tạo nên một không gian huyền bí đầy sức hấp dẫn. Nối tiếp những thiết kế vải in hoa họa tiết cầu kỳ của mùa trước, bộ sưu tập xuân hè 2018 được thương hiệu Trang Trang tiếp tục sử dụng các chi tiết vải in sử dụng màu sắc, hình ảnh của các bức chân dung sơn dầu thời kỳ phục hưng đậm nét châu Âu. Điểm xuyết trong đó là các thiết kế đính kết, theo tay trên nền hoa văn in chìm, tất cả cùng hòa quyện, tạo nên những bộ thiết kế áo veston, áo bomber, áo thun mang phong cách lịch lãm mà lại phá cách, đầy tính thời thượng của cả mùa thu đông 2017 lẫn xuân hè 2018.
happen like no other. Play it in your face. Can't wait to get you shook up faster than you can try to hate it. You can try to hate it. You can try to fake it. But baby, I'll let you stay. Tập lần này chắc chắn các bạn sẽ có được những lựa chọn hoàn hảo trong những sự kiện quan trọng của chính mình. Cảm xúc ngày hôm nay thì Sơn Huynh rất là hồi hộp vì đây là lần đầu tiên mà tham gia vào ngày hội. Đại hội Mỹ Nam với một vai trò là một người mẫu chứ không phải là một vai trò của ca sĩ nữa. Hy vọng là sẽ có một vai trò rất là tốt trong tối ngày. Yeah.
wait to rev you up faster than you can say Ferrari. Tearing up the gravel, watch you unravel. Now it's a party. Hey, I can't wait to cast my spell. With your heart, you'll never tell. Cause I got it covered. City gravy southern. Got you dripping like no one.